Một điều vô cùng đặc biệt ở đền Mẫu Sinh là toàn bộ đồ thờ và ban thờ ở trong cung cấm đều làm bằng đá quý tự nhiên. Đặc biệt hơn nữa là tượng Đức Thánh Mẫu Thạch Bàn là một khối thạch linh thiên tạo khổng lồ vô cùng độc đáo và hiếm thấy và bậc nhất ở nước ta. Tượng mẫu ngự trong tư thế người phụ nữ sinh nở, nằm gối đầu lên gốc cây đa cổ thụ hàng ngàn năm tuổi. Trong sách Lĩnh Nam Trích Quái hay Đại Nam Nhất Thống Chí có ghi, ở xã An Mô huyện Chí Linh, địa đầu xã này có một quả núi hình như bình phong. Ở đó có một khối đá rộng bằng hai cái chiếu, ở giữa nứt ra một hố rộng chừng một thước. Khối đá kết nổi này phần nào có dáng vẻ của người mẹ trong tư thế sinh nở. Trong hậu cung của ngôi đền có một phò tượng đá mang hình hài của một người phụ nữ trong tư thế sinh nở. Theo lịch sử thiết lập thờ phụng linh thiêng thì đền Sinh Đền Hóa có từ thế kỷ thứ 6. Đền Sinh thờ Đức Quốc Mẫu Thạch Linh, Hoàng thị Ba. Đền Hóa thờ Hạo Thiên Phi Bồng Đại Tướng Quân, Chu Phúc Uy. Cả đất nước mình những cặp vợ chồng hiếm muộn đều về đây xin vía của mẫu, đều được. Có người thì xin được sinh đôi, có người xin được sinh ba, có người sinh một, nhưng hầu như chả có ai là không xin được cả. Phải 99% hiếm muộn đấy, thậm chí đi đặt mà không được đấy. Về đây cầu vẫn được, mẫu vẫn cho. Đến bên trên nữa là núi Ngũ Nhạc, hàng năm ngày 17 tháng Giêng là các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Trung ương đều về đây làm lễ, và các pháp sư nhà chùa, các hòa thượng về đây làm lễ cầu đảo, cầu cho quốc thái dân an. Năm nào cũng thế, kể cả mưa to gió lớn vẫn về. Nguyễn Trãi là ông ấy đã gác ấn tử quan, phải không? Ông ấy đi về đến đây, ông ấy ẩn giật, ông ấy thấy cái khu này gọi là đất đây là địa linh nhân kiệt, cho nên ông ấy ẩn giật ở đằng sau núi là chỗ Côn Sơn. Còn Đức Thánh Trần Hưng Đạo đánh giặc mấy trận đều thua, xong về sau ngài Chiêm Bao phải về cửa mẫu, cửa Đức Thánh đây để cầu xin mẫu là để cho đánh giặc ấy, tan tác giặc Nguyên Mông ấy. Cụ thể chi tiết như thế nào, quý vị đón xem phía dưới video nhé. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để không bỏ lỡ những video mới nhất. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy những địa điểm, địa danh lịch sử mà quý vị muốn Duy tới trải nghiệm. Cảm ơn quý vị. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989260877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Thưa quý vị, khu di tích Đền Sinh Đền Hóa, một trong nhiều di tích của thành phố Chí Linh, Hải Dương, nơi hội tụ nhiều điểm du lịch tâm linh mà từ lâu đã đi vào tiềm thức của người dân đất Việt. Nơi núi rừng huyền ảo trung điệp nối tiếp nhau, ẩn hiện trong đó là những di tích vẫn ngày ngày ngào ngạt khói hương để đón chào khách thập phương về dâng hương kính lễ, về với miền địa linh nhân kiệt. Khi tới đây, quý khách nhìn cảnh quan và di tích sẽ cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, để được cảm nhận tình mẹ ấm áp bao dung, được nghe huyền thoại Đức Thánh Phi Bồng. Thưa quý vị, Đền Sinh Đền Hóa là quần thể di tích thờ Thánh Phi Bồng hay Đức Thánh An Mô. Thời Nguyễn thuộc địa phận xã An Mô, Tổng Chi Ngại, nay là thôn An Mô, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Di tích cách chùa Côn Sơn khoảng 1 km về phía Bắc, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 80 km, cách thành phố Hải Dương khoảng 37 km. Di tích Đền Sinh Đền Hóa tọa lạc trên sườn núi Ngũ Nhạc. Đền là một công trình kiến trúc cổ, tựa lưng vào núi Ngũ Nhạc nhìn ra hướng đông bắc giữa bạt ngàn cây rừng xen lẫn những đồi vải thiều sum suê. Đó đây có những khối đá kỳ dị bên suối nước ngầm chảy rì rầm trong lòng đất hòa cùng với tiếng thông reo vi vu. Trên mặt suối những viên cuội lớn được thời gian và nước suối mài nhẵn chồng xếp lên nhau. Núi Ngũ Nhạc, nơi hội tụ năm phương, tứ hướng, ngũ hành âm dương giao hòa, nơi đất trời tụ khí vẫn tồn tại một huyền thoại Thánh Phi Bồng và Thánh Mẫu Đền Sinh mà từ lâu đã trở thành huyền sử đất An Mô. Xa xa trên đỉnh núi, thấp thoáng vài miếu cổ trong làn mây trắng nhẹ bay. Cảnh tượng này khiến người ta nghĩ đến những sự tích thần bí. Trong sách Lĩnh Nam Trích Quái hay Đại Nam Nhất Thống Chí có ghi,
Ở xã An Bô, huyện Chí Linh, địa đầu xã này có một quả núi hình như bình phong. Ở đó có một khối đá rộng bằng hai cái chiếu, ở giữa nứt ra một hố rộng chừng một thước. Khối đá kết nổi này phần nào có dáng vẻ của người mẹ trong tư thế sinh nở. Tương truyền, ngày trước trẻ trâu tụ hội ở chân núi nghe có tiếng trẻ con khóc, đến nơi thấy một em bé ngồi ở chỗ đá nứt, tiếng như chuông đồng. Cha Mù Đông lấy tay làm kiệu, lấy nón làm lọng, lấy khăn làm cờ, rước về làng. Trên đường đi, bỗng nhiên trời nổi mưa to gió lớn, em bé ấy bay thẳng lên không, nghe có tiếng nói vọng lại là ta là thần Phi Bồng, hạo thiên giáng hạ, nay bị lộ hóa về trời. Người địa phương lấy làm kinh dị, lập đền thờ. Chỗ mẫu mẹ Thạch Linh sinh ra em bé lập đền sinh, chỗ em bé hóa về trời lập đền hóa. Theo thần tích trên một tấm bia khắc vào cuối thời Nguyễn tại đền sinh, thì Phi Bồng lại là một tướng quân, sống vào thế kỷ thứ 6, người bản Trang An Mô, có công chống giặc cứu nước, được dựng miếu thờ. Trải qua nhiều thế kỷ, tiểu sử của Phi Bồng tướng quân đã được thần thánh hóa nhiều chi tiết để thêm sự huyền ảo, thiêng liêng, phù hợp với tín ngưỡng của người Việt. Căn cứ vào nhiều nguồn sử liệu hiện có, nhất là những nhận xét gần đây qua các bia ngọc phả Thiên Thần Vi, thần tích bí ký của Tổ công tác Viện Nghiên cứu Hán Nôm thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, câu chuyện huyền thoại Phi Bồng tướng quân xin được kể như sau. Ngày xưa, ở trên vòm trời cao ở vùng núi Ngũ Nhạc, Linh Từ, có một vì sao trong chòm sao Bắc Đẩu được Ngọc Hoàng Thượng Đế phái xuống trần gian hai lần để giúp dân giúp nước. Lần thứ nhất, sao xuống đầu thai vào nhà họ Chu ở Trang Yên Mô. Ông là Chu Thức, bà là Hoàng Thị Ba, hiệu là Diện La, là một gia đình ăn ở phúc đức, cả hai đều sống lương thiện. Họ bảo nhau làm những việc nhân nghĩa với đời và lấy nghề cày cấy làm nghiệp sinh nhai. Ông đã 61, bà 52 tuổi mà vẫn chưa có một mụn con để nối dõi tông đường. Niềm vui trong sự hòa hợp có bao nhiêu thì nỗi buồn cũng bắt đầu xuất hiện. Hai ông bà bảo nhau làm lễ cầu phúc rồi ra tay giúp đỡ người nghèo. Một hôm hai người rủ nhau lên chùa Trường Liêu sắm đủ lễ vật để cầu Phật, cầu trời mong sinh được một cậu con trai. Đêm hôm ấy cả hai đều ngủ lại chùa. Tới nửa đêm chợt thấy một vị sứ giả đến ứng mộng nói rằng ta là Sơn Thần, phụng sắc chỉ Ngọc Hoàng giáng trần báo cáo cho vợ chồng người biết là sau này sẽ có sao xuống đầu thai vào nhà ngươi để giúp dân cứu nước. Nói xong, gió thổi sao sạc, thổi vào tai mát rượi, làm họ tỉnh giấc bật dậy mới biết là mình nằm mộng. Ông Thức, bà Ba nhìn nhau suy ngẫm rồi cùng nói, đây là mộng báo của trời. Sáng hôm sau, hai vợ chồng bảo nhau, vừa ra đến cửa chùa bỗng thấy một vết chân người rất lớn. Ông Chu ướm thử không vừa, bà Ba ướm vào thì tự nhiên vết chân biến mất. Thế là bà Ba bỗng thấy trong người rộn rã hẳn lên. Từ đó sau nhiều ngày uyên ương vui vầy chồng vợ, chẳng bao lâu bà Hoàng Thị Ba có thai, hai người mừng khôn xiết. Một năm sau, đúng ngày mùng 5 tháng 5 năm Ngọ, trời đất bỗng giông bão mịt mùng, mưa to gió lớn, hương thơm lan tỏa khắp nhà, hào quang sáng rực đến tận giờ thân, thì bà Ba trở dạ sinh ra một cậu con trai khôi ngô tuấn tú. Cùng lúc ấy trên trời bỗng nổ âm ba tiếng hiệu lệnh, làm chuyển động càn khôn, cỏ cây, sông núi, rồi gió mưa tạnh hẳn. Từ hôm ấy, vợ chồng ông Tức bà Ba nuôi cậu bé được 100 ngày thì thấy cậu bỗng to lớn, vạm vỡ khác thường. Hai ông bà vái trời khấn Phật tạ ơn, rồi đặt tên cho con là Hiện Tự Phúc Uy. Tên đặt xong, suốt ngày cậu ngồi đọc sách trong phòng, đêm đến tự luyện bình thư võ lược, rồi cả cùng tên, giao kiếm không có gì là cậu không biết. Thế rồi một chuyện buồn lớn đã xảy ra, đó là năm Phúc Uy tròn 15 tuổi thì cả cha và mẹ cùng mất. Cha mất ngày 12 tháng 8, mẹ mất ngày mùng 2 tháng 11. Chú Phúc Uy để tang cha mẹ 3 năm và suốt 3 năm trong nhà lúc nào cũng đèn nhang tận tâm kính viếng. Làng xóm thế vậy ai cũng ngợi khen. Năm 19 tuổi, chú Phúc Uy càng trở lên tài trí hơn người. Năm ấy nước nhà có giặc Bắc tràn sang, Lý Quý Long dựng cơ khởi nghĩa ở Yên Hòa. Chú Phúc Uy liền tập hợp hơn 10 người trai tráng trong vùng xin theo Lý Quý Long đi đánh giặc. Quý Long chấp nhận và phong chú Phúc Uy là nhà tướng. Chẳng bao lâu cuộc kháng chiến thắng lợi, Quý Long lên làm vua, tức Lý Nam Đế, rồi phong cho ngài làm Vũ Đại Tướng Quân và giao cho trấn giữ vùng Hải Dương. Sau đó không lâu, nhân một ngày Tết tháng riêng nhàn rỗi,
Chú Phúc Uy tuân du nội hạt về Yên Mô, được các bậc bô lão ra mừng đón và mời vào thăm trang. Chú Huy Công tức Phúc Uy thấy có mạch đất Quy Xà bèn sai người lập hành cung làm nơi du lãm, rồi ban cho các bậc phụ lão trong Yên Mô tiền bạc để mua ruộng đất, dùng vào việc công. Do vậy thực ấp của ngài ở xứ Hải Dương có tới 27 nơi như thế. Chú Huy Công sinh được 5 trai, 7 gái, sau lớn lên đều hiển danh. Một lần nữa giặc phương Bắc lại kéo sang, tướng giặc lần này là Hầu Cảnh. Vua Lý lại triệu trấn thủ Bắc Đạo Uy Công cầm quân đánh giặc. Chú Phúc Uy vâng lệnh ra đi, lần này giặc mạnh hơn lần trước, binh khí ngút trời, cờ xí rợp đất. Chú Phúc Uy chặn giặc ở sông Thiên Đức rồi thu quân rút về Việt Yên và hy sinh tại đó vào ngày 11 tháng 8. Sau này đến triều vua Lý Thái Tông về chùa cổ Pháp đi qua sông Thiên Đức, tự nhiên bỗng thấy có người nói rằng: "Thiên hạ gặp loạn, nhà ta là nhà Trung Nghĩa, tích danh sáng tựa nhật nguyệt." Khi vua đến chỗ có tiếng nói thì không thấy ai, nhưng tự nhiên nhớ đến chiến công của Chu Phúc Uy giúp vua Lý Nam Đế đánh giặc trước đây. Vua liền trở về quê cũ của cha mẹ thần ở Yên Mô, sai tạc tượng để thờ phụng, sai cấp tiền để lập miếu cúng tế, đặt tên trang Yên Mô là ấp Thang Bộc, được miễn siêu dịch. Một lần khác trong nước có giặc chiêm thành, vua Lý Thái Tông cũng lại đuổi giặc đến sông Thiên Đức. Bỗng thấy có tiếng sấm vang và vô số những dải mây lành bay từ trên cao xuống che phủ lên thuyền rồng. Nhờ đó chỉ một ngày mà vua vượt qua bao nhiêu bãi biển tiến thẳng đến đồn quân Chiêm, tức thì vua Chiêm ra nghênh chiến. Đúng lúc ấy trên trời xuất hiện vị thần tướng xông thẳng vào vua Chiêm, tiếng hô như sấm: "Ta là thần Thiên Bồng, phụng sắc Ngọc Hoàng xuống trợ giúp thánh quân." Nói rồi thăng thiên lập địa, biến tướng hiện hình, hô gió gọi mưa, biến hóa không lường, làm cho giặc Chiêm hết thảy đều kinh hãi, phách lạc hồn siêu, quay giáo chạy như vịt tan đàn. Phi Bồng đã giúp quân nhà vua không mệt sức mà bắt được vua Chiêm dễ dàng rồi rút quân về kinh đô. Sau lần đó, triều đình ban sắc phong Yên Mô thành Phấn Lôi để tỏ lòng ghi nhớ công lao về thần Phi Bồng. Câu chuyện huyền thoại về thần Phi Bồng lần 2. Hơn 400 năm kể từ ngày thần Phi Bồng đầu thai làm con trai ông Thức và bà Ba ở Yên Mô, lần này Ngọc Hoàng Thượng Đế lại sai thần xuống hạ giới đầu thai vào hòn đá để giúp dân giúp nước. Chuyện được kể rằng, ngày xưa có một đám trẻ mục đồng tụ hội ở dưới chân núi đền Sinh bây giờ. Đúng giờ dần ngày 8 tháng 5, lũ trẻ tự dưng nghe thấy tiếng trẻ khóc ở sườn núi. Chúng chạy lên đến nơi chẳng thấy ai, chỉ thấy một em bé ngồi ở chỗ hòn đá to bằng hai cái chiếu nứt đôi, vết nứt rộng chừng một thước. Em bé ngồi giữa vết nứt tiếng khóc như chuông. Bọn trẻ thấy vậy, lấy nón che đầu làm lọng rồi giữ tay cho nhau làm kiệu rước về làng. Đang đi giữa đường bỗng dưng trời nổi mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm, em bé liền bay thẳng lên trời. Một lát sau từ trên trời cao có tiếng vọng xuống: "Ta là thần Phi Bồng đây." Người địa phương lấy làm kinh dị, bèn bảo nhau lập miếu thờ. Từ đó trang Yên Mô, trang Chi Ngãi cùng các trang lân cận làm ăn càng ngày càng phát đạt. Già trẻ mạnh khỏe vui tươi, nhiều người mơ thấy thần Phi Bồng hiện về an ủi dân chúng làm ăn. Trải qua trên 1.000 năm lịch sử, biết bao cuộc chiến tranh và biến động xã hội, sự tích và huyền thoại Phi Bồng tướng quân vẫn được bảo tồn trong ký ức nhân dân từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các di tích cũng được gìn giữ và không ngừng tôn tạo. Thưa quý vị, hiện tại Duy đang ở đền Thánh Hóa ở thôn An Mô, xã Lê Lợi, thành phố Chiến Linh, Hải Dương, cách trung tâm đền Mẫu Sinh khoảng 800 m. Đền Hóa có hình thức và kiến trúc tương tự đền Sinh nhưng quy mô lớn hơn trên một khu đất tương đối bằng phẳng. Trung từ tái tạo năm Tự Đức Kỷ Mão từ năm 1879, hậu cung có tượng tướng quân Chu Phúc Uy và nhiều đồ tế tự có giá trị. Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, đền Sinh Đền Hóa đã trở thành nơi học kín của cơ sở cách mạng từ năm 1943 tới năm 1944. Năm 1947, đền Sinh Đền Hóa thành nơi hội họp của các tổ chức cách mạng tại địa phương. Cuối năm 1947, đầu năm 1948, xưởng quân khí của huyện Chí Linh, Nam Sách, Kinh Môn đã chọn Đền Hóa là nơi sản xuất vũ khí. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1969 tới năm 1972, Đền Sinh, Đền Hóa là nơi tạm trú để giảng dạy và học tập của cán bộ sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp. Xét về cảnh quan kiến trúc,
ý nghĩa lịch sử văn hóa và những sự kiện trong thời kỳ cách mạng kháng chiến, Bộ Văn hóa Thông tin đã ra quyết định số 295 QĐ-BT vào ngày 12 tháng 12 năm 1994, xếp hạng khu di tích Đền Sinh Đền Hóa nhằm bảo tồn một di sản văn hóa, một cảnh đẹp tự nhiên, mở rộng không gian du lịch và nội dung tham quan cho khách du lịch khi đến với mảnh đất thành phố Chí Linh. Dạ, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì Việt Nam quốc khải dương thể chí linh thành phố Lê Lợi xã An Mô thôn. Y vô đền mẫu sinh linh từ A Di Đà Phật. Sám hối con lại mẫu. Ngày hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm Giáp Thìn niên, tuổi nhang con là Phạm Uy Cường. Con khâm trước cửa mẫu A Di Đà Phật ngày nay. Sáng ra thầy đọc hương đọc nước ngày nay con nhất thiết cho thành. Sám hối con lại mẫu để con xin được thỉnh chuông A Di Đà Phật. Lô hương tha nhiệt pháp thời mong ơn chư Phật nay hồi tất ra văn thủy sư kế tượng vân thành ý hương nhân chư Phật hiện toàn thân. Là mô hương văn khai Bồ Tát Ma Tát, là mô hương văn khai Bồ Tát Ma Tát, là mô hương văn khai Bồ Tát Ma Tát. Đức Cúc Mâu Thạch Bàn Ngọc Tuyết ni thành cao tiền đế hậu ni tạc vào sứ xanh thiên cung mẫu ngự cửa nam thành Tràng An mô sứ sau thành núi cao cửa phía đông hào quang ánh nguyệt cửa phía làm đất tổ vuôn sơn tây bắc cửa lục đầu giang núi thành sừng sững hiên ngang cột cửa dấu thiêng lưu truyền mãi đất An Mô ngũ nhạc hoa sinh có một giờ thạch hoa sinh thần ứng vũ trụ bay tàu qua núi đuổi quân ô bất tử trời làm thần bậc nhất đền thờ đức thanh đất An Mô con niệm Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật tháng năm mùng tám giờ dần sinh ra tiên thánh dị kỳ khôi ngô đoàn mục thụ An Mô nghinh rước về tới đầu làng nào có bao xa ẩm âm nội trận phong ba thần thông biến hóa lại là hư không quan niệm Nam Mô A Di Đà Phật quan niệm Nam Mô A Di Đà Phật dạ quan niệm Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật sám hối con lạy đức cúng mẫu thạch bàn tối tú muôn linh A Di Đà Phật sám hối con lạy mẫu mẫu thương. Ngày hôm nay ngày 16 tháng 5 năm Giáp Thìn niên thủ nhang con nhất thiết chất thành thay hoa đọc nước tại cửa mẫu A Di Đà Phật ngày nay. Chi thiết chi thành tấu với mẫu mẫu thường để mẫu chấp lễ chấp bái chấp kêu chấp cầu chứng cho lời tâu tiếng khấn của con kêu cho đại gia đình gia chung chúng con được bình an vô sự cho các ban quản lý di tích đền mẫu sinh Thanh Hóa chúng con được nhà nào phúc ấy để trên thuận dưới hòa trên bảo dưới nghe trên đe dưới kính A Di Đà Phật để khâm trực cửa mẫu tu thiết ngày càng khang trang tố hảo A Di Đà Phật sám hối con lạy mẫu mẫu thương để mẫu vuốt ve che chở để độ âm độ dương độ đường độ trợ cho anh chị em chúng con được sở nguyện nhí sở cầu tổng tâm A Di Đà Phật thì con lạy mẫu mẫu thương mẫu cho phủ cho quốc thái dân an nhà nhà được ấm no hạnh phúc A Di Đà Phật muôn dân trong họ chúng con được bình an vô sự tai qua nạn khỏi vô tai vô nạn vô hạn vô ách điều lành mang đến điều giữ tống khứ đi phúc như hải thọ thượng như sơn đồng chư vân ai sở nguyện cát tường dạ con Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi là thủ nhang bản đền, tôi là Phạm Huy Cường, tôi dân thôn bản Hạt ở thế này. Con vừa nghe lời khấn của bác và trong lời khấn thì cũng giới thiệu một chút về Thánh Mẫu. Bác có thể chia sẻ chi tiết về nơi thờ tự của Mẫu được không ạ? Báo cáo với các đồng chí là Đức Cúc Mẫu Thạch Bàn đây là thiên thần. Đền Mẫu đây là dưới chân núi Ngũ Nhạc. Từ trước đến nay là chân núi Ngũ Nhạc rất nhiều linh khí, linh thiêng. Đức Cúc Mẫu ở đây hiển thánh tại đây. Trong cung cấm thì là tượng Mẫu. Là một người mẹ đang sinh hạ. Cúc Mẫu đây sinh ra Đức Thánh ở dưới An Mô, dưới này, được gọi là đền Thanh Hóa. Đấy, cho nên là truyền thuyết từ trước đến nay là dưới đền Thánh là bây giờ là có tên được của ngài là Hạo Thiên Phi Bồng. Thì dân làng từ trước này là không dám gọi là bồng, chỉ gọi là bường.
tất cả các thứ là đều gọi là bường hết, không dám gọi là tinh húy của ngài. Tinh húy của ngài là bổng. Cả đất nước mình, những cặp vợ chồng hiếm muộn đều về đây xin vía của mẫu, đều được. Có người thì xin được xin đôi, có người xin được xin ba, có người xin một, nhưng hầu như chả có ai là không xin được cả. Ai là tỷ lệ đến tỷ lệ tại đây cũng hầu như phải 99% hiếm muộn đấy, thậm chí đi đặt mà không được ấy. Về đây cầu vẫn được, mẫu vẫn cho. Tí nữa cậu có thời gian ở đây chứ mỗi khách sẽ về đi tạ nhiều lắm. Tại khách về, khách xin con thì khách về tạ là nhiều, rất là nhiều. Dạ thưa cô có thể chia sẻ ý nghĩa tâm linh của đền Mẫu Sinh thì có tầm quan trọng gì với lại người dân nơi đây, cũng như là ý nghĩa tâm linh trong đạo mẫu và những câu chuyện mà cô được các cụ kể cũng như là cô được chứng kiến? Các cụ kể lại thì cũng nhiều, nhưng nếu như đời cô thì cô chứng kiến rằng là ở đây thì tất cả các bạn, nói chung các anh, các chị và các bạn là hiếm muộn là hay về đây là xin em bé, mà đắc lễ 70-80% chứ không phải rằng là gọi là 1-2 người. Bởi vì sao? Là vì này nhá, người ta đắc lễ thì người ta phải về người ta tạ. Thế người ta về tạ thì là người ta đắc lễ, phải không? Thì cô chứng kiến như nhà cô là ông hay đi viết sớ để cầu xin cho người ta. Thì có những gia đình là nhà cái cô là ở ngay Bắc Linh này thôi, ngay hồ thôi, không phải là xa. Cô ấy đã về đây, cô ấy lấy nhau 11 năm không có con, cô đi xin được một bạn con trai về nuôi. Nuôi sau đến 17-18 năm sau cô ấy, kinh tế cô ấy đi chuyển thôi. Mà cô ấy chuyển 3 lần không được, đến lần thứ 4 cô ấy lên chuyển thì là làm ở cái bệnh viện phụ sản đấy. Thì có các bạn giới thiệu rằng là em đã về đây em cầu xin thì em được. Thế là cô ấy về đấy, cô ấy cầu xin đến lần thứ 4 thì cô ấy được thằng con trai. Là 21 năm nhá, hai vợ chồng lấy nhau 21 năm mới được thằng con trai. Còn thì cũng nhiều các vợ chồng rằng là lấy nhau 7 năm, 8 năm đi khám không có gì cả. Nhưng mà cứ như thế thôi chẳng có. Tại sao về đây xin thì về tự dưng có chứ không phải rằng là người ta nói dối đâu. Người ta về có thật đấy. Thế còn có bạn thì đi chuyển rồi, xong không được, bảo thôi con về đây để con xin, để con lại đi chuyển tiếp. Thì về bạn tự dưng có. Dạ. Mà có thật chứ không phải là nói dối, bởi vì người ta về người ta lại nói chuyện ra, người ta bảo là con như thế rồi ông ạ. Dạ. Con không phải đi chuyển, con đỡ được hàng hơn 100 triệu. Dạ. Thôi con vẫn gửi ở bệnh viện. Dạ. Cho nên rằng ở đây thì nhiều bạn là về đây xin là đắc lễ lắm. Xin thì người ta thường người ta đi từ cửa cậu xong đến cửa mẫu và lên cô. Còn cửa quan thì không ai cầu con ở cửa quan. Dạ. Cửa quan thì chỉ có những bạn mà gọi là người ta về người ta xin gọi là quan chức, hoặc là người ta bán đất cát thì người ta về cửa đấy. Cửa quan. Dạ. Ở đằng sau cửa mẫu. Dạ. Đấy, cái cửa quan đằng sau cửa mẫu, xong qua cửa quan thì lên đây là cửa cô bé Thạch Bà. Vâng. À, cửa quan tức là có phải là cửa Sơn Thần không ạ? Đấy, gọi là cửa Sơn Thần hay gọi. Dạ. Là quan Sơn Thần. Dạ. Là nếu mà cầu em bé thì người ta không hay về đấy. Vâng. Ta... Nhưng mà cũng là một cái... Cũng là một cái quần thể này xưa. Luôn. Có từ trước. Vâng. Chứ còn đây. Không có cái nào gọi là mới không. Cả. Khi mà ở đây không có cái gì dựng nên mới cả. Bởi vì là trước đây là từ thời bố mẹ tớ là có những cụ mà người ta gọi là người ta căn số đấy. Người ta cứ về đây người ta ở, người ta ở, người ta thay hương, thay hoa rồi gọi là thắp hương cho mẫu. Thế xong sau đó rồi thì sau này thì đến là xã quản lý và đến bây giờ là thành phố quản lý. Dạ vâng, cũng là một trong những cái cụm di tích quan trọng. Bây giờ là được là được. Dạ. Là thành phố quản lý rồi. Vâng. Chứ còn trước đây thì trước đây thì vẫn có từ các cụ gọi là cứ những cái người người ta cứ căn quả đấy, người ta cứ đến người ta ở, người ta thắp hương. Dạ. Căn quả thì là căn quả của ai? Căn quả gọi là nếu nói ra thì ở đây là tâm linh. Cho nên là có những người căn số đó, gọi là nếu như theo chúng tớ duy tâm thì là căn số. Cứ tự là cứ như là bây giờ mà gọi là có những người người ta cứ
cứ căn số cứ phải đến đây ở thì người ta mát mẻ, mà về nhà thì người ta lại ốm đau hoặc người ta lắng ruột nóng gan, người ta không làm được cái gì cả. Con cũng từng nghe từ từ là căn số thì sẽ đến phủ cô phủ cậu ông hoàng 7, hoàng 8, hoàng 9 gì đấy, nhưng mà đây là đền mẫu thì là căn thì là thường là căn của ai đấy, thì là ở đây là thờ tứ phủ. Thế là cũng đầy đủ hết. Số, thì cứ căn số thế. Có những người cứ ở nhà ốm đau lắm chả làm đâu, thì nhưng cứ đến đây thì lại khỏe. Buồn cười thế, không biết được. Cái chuyện tâm linh này khó nói lắm nha. Cô ơi, khi mà khách thập phương đến với lại đền Mẫu Sinh, đây là đền cô, thì có ý nghĩa gì trong cái quần thể? Báo cáo mấy em rằng là đây là ở dưới cửa đền Mẫu Sinh đây là thờ mẫu, là mẫu bằng tượng, mẫu bằng đá tự nhiên, có nghĩa truyền thuyết lại là mẫu ở trên thiên, mẫu dáng xuống đây, mẫu sinh thánh là mẫu hoa đá, cho nên ở trong cung thờ vọng mẫu bây giờ là chính xác là thờ tượng mẫu bằng đá nguyên thủy luôn. Thế còn thì ở đây có bốn cửa, vào là vào cửa cậu, có nghĩa là ở dưới cửa cậu là có một phiến đá từ thời cổ để lại, là tất cả các quan viên, tất cả từ trước mà bước chân lên đấy là phải hạ mã. Hạ mã xong vào trình cậu, để cậu tấu mới về trên, xong mới lên làm lễ mẫu. Thế và sau mẫu là cửa quan xuân thần, gọi là quan xuân thần. Và lên đây là cửa cô. Thì em xem là tượng cô cũng bằng nguyên đá nguyên thủy. Đằng sau, sau đầu cô này là nguyên những khối đá mà từ thời cha ông, từ thời bao nhiêu nghìn năm nay để lại vẫn là nguyên như thế, chứ không phải là mình mà tự mà xếp ra được. Dạ. Nó nguyên thủy như thế. Thờ đây là cô bé Thạch Bàn. Trong các bậc cô có 12 cô thì đây là cô bé Thạch Bàn. Dạ. Thì mọi người về đây là xin, thường là về đây cầu lộc cầu tài và xin em bé, thì lên đây cũng là xin cô. Dạ. Vâng. Viên đá mà từ bao giờ ấy, không biết được, thời cô vẫn còn, bố mẹ cô cũng đã có rồi. Dạ, tức là sự tích cô bé Thạch Bàn là người sinh ra ở đây. Đây là một cái nơi mà thờ chính của thờ chính cô bé. Của cô bé Thạch Bàn ở đây. Dạ, tức là từ xa xưa đồng hành cùng với lại đền của mấy mẫu. Vâng, chứ không phải là mới được dựng. Không, à, từ trước rồi. Là một cái nơi tố linh tố hảo đấy. Dạ. Thì từ trước rồi đến bây giờ, chứ không phải là bây giờ mà dân dựng lên, vẫn từ trước đến giờ. Giờ chỉ có là có tôn tạo thêm là những cái mái tre này, là cho đỡ để mọi người về có hầu ấy, có làm lễ thì không bị mưa gió. Còn đâu vẫn như thế này đấy, mấy em đi ra đằng sau kia. Vâng. Những phiến đá mà từ bao giờ trở lại đây, em xem là hai bên này. Đấy, còn như thế này thì có ai mà dựng được lên hay ai mà làm được ra đâu. Vâng. Đấy. 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 Mà cứ đứng vững như thế này thôi. Hình hài thì nó sẽ giống cái gì ạ? Bởi vì cháu mới đến, cháu cũng chưa hình dung và tìm hiểu hết, thì cô có thể chia sẻ hình hài của phiến đá đằng sau thì nó như thế nào? Là cô thì cô cũng vẫn là hậu sinh, tuy là cô năm nay cô gần 70 rồi, nhưng cô vẫn hậu sinh lắm, chỉ biết đây là tượng cô là nguyên đá như thế này, mà tượng mẫu ở dưới kia thì cũng nguyên đá như thế. Dạ. Dưới kia là tượng mẫu, là hình hài là một người mẹ ngồi, đang ngồi lâm bồn. Dạ. Là để sinh đẻ. Dạ. Còn đây thì bọn cô cứ nghe lại gọi là tượng cô. Vâng. Dạ. Đền cô ở núi Ngũ Nhạc có ý nghĩa gì, cũng như có nằm trong cái quần thể của đền sinh? Thế này nha, cô nói này, cô để cô biết sơ thôi, chứ cô không biết được lắm, nếu như bố cô hay mẹ cô để có thể biết hơn. Nhưng cô thì cứ sơ qua rằng là đi từ ở Mẫu Sinh mà leo lên đến đỉnh núi Ngũ Nhạc, gọi là đấy là trên là một quả núi nhưng có năm ngọn, thì là thờ là kim mộc thổ thủy hỏa. Thì năm ngọn này là có năm miếu, là miếu thờ gọi là trung thiên đấy. Thì đi từ Mẫu Sinh mà lên đấy là 757, từ dưới đi lên đến miếu trung, thì xuống thì lại có ba đường xuống, một đường là xuống đền Sinh, một đường là xuống sân ở bên bến xe, và một đường là xuống Côn Sơn. Nếu ai đi mà nhầm có thể là lộn từ Côn Sơn sang đây. Dạ. Thì ở trên ấy thì thế này, ở trên ấy là thờ là năm vị đấy,
cũng như có nói là Kim Mộc Thổ Thủy Hỏa, thì hàng năm cứ đến ngày 17 tháng Giêng là tất cả cũng có các vị từ trên trung ương, rồi trên tỉnh, trên thành phố và xã, và tất cả những hội tế của làng văn hóa An Mô và các bà con lân cận là lên đấy để cái ngày hôm là cầu cho quốc thái dân an, làm lễ to, lễ to lắm, tế trời tế đất. Đời cô năm nay cô mới có 66 tuổi, nhưng cô đã được gặp này bà Hoa, Trương Mỹ Hoa, khi hắn còn làm công việc cũng về đấy làm lễ này. Thế rồi thì các nguyên thủ, nói chung là các ông ấy về là các ông ấy giấu. Bên Côn Sơn cũng về, ông Dũng cũng về đấy, rồi ông Mạnh cũng về đấy làm lễ. Người ta lên thì cũng có người thì gặp được, nhưng cũng có người không gặp. Nhưng cô gặp được ông Dũng và gặp được bà Hoa. Và thường nhà cô ở ngay cổng đền là cứ tầm gọi là những hôm ngày nghỉ đấy, tối là các ông các bà ấy rồi cũng về, rồi các bạn mà kể cả cái bạn gì nếu đánh ra thì bạn mà in ra đồng tiền ấy, bạn có biết cái bạn in ra cái đồng tiền Colomia bây giờ đấy, là vẽ ra cái đồng tiền đấy, là bạn ấy cứ đi xe từ Hà Nội về đấy, nhà để xe nhà cô xong bạn lại leo lên đấy, bạn ấy luyện công, bạn ngồi kiểu lấy khí đấy, linh khí. Xong bắt đầu bạn mới xuống khoảng 9-10 giờ có hôm bạn mới xuống, bạn mới về Hà Nội. Sự linh thiêng này có từ xa xưa chứ không? Có nghĩa đây nó là một quần thể. Cho nên rằng là nếu mà các cháu bây giờ mới học về lịch sử của Việt Nam đấy, thì là Nguyễn Trãi là ông ấy đã gác Ấn Từ Quan, phải không? Ông ấy đi về đến đây, ông ấy ẩn giật, ông ấy thấy cái khu này gọi là đất đây là địa linh nhân kiệt, cho nên ông ấy ẩn giật ở đằng sau núi là chỗ Côn Sơn để làm ấp. Thế sau khi ông bị oan về đi chém thì đến lúc về sau minh oan cho ông thì bắt đầu mới lập đền Nguyễn Trãi. Là về sau quần chùa Côn Sơn vẫn là có đấy, ở đằng sau ta học là như thế. Khênh cả một cái cây gọi là cây bồ đề, lên trên nó trồng to lắm. Vẫn còn đấy, ông cũng làm. Về sau này ông mới về hưu rồi thì mấy năm nay thì mới biết quân của ông ấy nói đấy là ông ấy là ông tướng. Đấy, người ta cũng có tâm lắm những cái ông ấy. Trồng cây bồ đề trên to lắm. Tôi vẫn còn ít tuổi. Tôi chưa phải là nếu cho so với trong làng ấy là chưa đến tuổi để lên làm thủ nhang đâu. Thì còn nhiều người cao tuổi hơn tôi, phải nhường cho người cao tuổi hơn lên. Nhưng vì là theo là chính quyền địa phương và ban quản lý là yêu cầu là mình mượn lên, thì mình cũng có hiểu biết về tí lịch sử của mẫu. Để bên ấy cúng bái mình cũng làm được. Thế nên là năm nay mình mới 63 tuổi thôi. Chính ra là phải 68-70 tuổi mới nhường cho các cụ đấy lên cơ. Linh khí ở đền Mẫu Sinh thì rất là linh thiêng. Đến bên trên nữa là núi Ngũ Nhạc, hàng năm ngày 17 tháng Giêng là các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Trung ương đều về đây làm lễ, và các pháp sư, nhà chùa, các hòa thượng về đây làm lễ cầu đảo, cầu cho quốc thái dân an. Hàng năm cái ngày 17 tháng Giêng đấy làm ấy là năm nào cũng thế, kể cả mưa to gió lớn vẫn phải về làm lễ cầu cho quốc thái dân an. Dạ. Thưa bác, là lễ hội của đền Mẫu, lễ hội của đền Mẫu Sinh đây là mới vừa rồi làm một lễ hội xong. Lễ hội chính là ngày mùng 8, là ngày tháng 5 mùng 8 giờ Dần, định sinh tiên thánh dị kỳ Khôi Ngô, đoàn mục thụ An Mô Nghinh Dước về tới đầu làng nào có bao xa, ầm ầm nổi trận phong ba, thần thông biến hóa lại là hư không, tức là hóa một giờ sinh một giờ, đều là một giờ Dần cả. Thế cho nên là hàng năm là cứ năm chẵn là rước ngài, tức là rước con lên thăm mẹ, trước ngài dưới đây cách đây 800 mét. Hàng năm là dân hạn hán đều về cầu đảo là được, cầu đảo cho mưa thuận gió hòa. Còn Đức Thánh Trần Hưng Đạo trước đánh giặc là mấy trận đều thua, xong về sau là ngài là Chiêm Bao phải về cửa mẫu, cửa Đức Thánh đây để cầu. Thế nên là ngài về đây ngài cầu mẫu, cầu Đức Thánh ở đây xin
mẫu là để cho đánh giặc, tan tác giặc Nguyên Mông. Thưa bác, là về lịch sử của ngôi đền, các cụ kể lại cũng như sử sách như là thần tích để lại thì có từ bao giờ ạ? Có hàng nghìn năm rồi chứ không phải, hàng nghìn năm rồi chứ không phải, không phải là mấy trăm năm. Dạ. Thế còn để gọi là ông cha còn nhớ là đời cũ đời kỵ của ông tôi ấy, kể lại thì ông tôi là chứ nhà tôi bây giờ là 5 đời làm thầy pháp. Thế là kể lại thì có ngôi đền này thì không biết bao giờ, khi cụ đã biết rồi, các cụ biết rồi thì đã lớn lên đi chăn trâu đấy là đã có ngôi đền này, nhưng trước ngày nó bé làm ấy. Thế sau đến năm 1942 là đúc chuông, đúc hai quả chuông ở trong này và dưới đền quan. Thế là hiện nay là hai quả chuông vẫn còn, quả chuông đây mới một quả chuông ở dưới kia. Thế thì ông nội tôi thì năm nay còn thì 120 mấy tuổi rồi, nhưng mà ông chỉ kể lại là trước này là ông nhỏ thì đã có ngôi đền từ bao giờ rồi. Thế về sau ông cụ cũng có viết nho thì với có bia đá mà, có bia đá. Thế mới cha ta thì các nhà sử học, các đời các ông Tăng Mó Hoành với ông ấy trước ở dưới thành phố Hải Dương ấy đã về là cũng cùng nhau với em tôi là ông Phạm Văn Tâm, ông ấy là cũng giỏi nho lắm. Thế thì cùng nhau xét cha bia đá ra thì đền ấy có hàng nghìn năm rồi chứ không phải là mấy trăm năm đâu, chứ đời Đức Thánh Trần Hưng Đạo nó mấy trăm năm rồi. Hơn 700 năm rồi. Thế đền mẫu đến với đền Thanh Hóa thế này có hàng hơn 10 năm rồi. Thưa bác, là bác vừa chia sẻ là gia đình bác là năm đời làm thầy pháp. Làm thầy pháp. Thì con thầy. Thì cũng thường nghe là gọi là thầy nho rồi thầy cúng, còn thầy pháp thì thầy có pháp là thầy cúng đấy. Là thầy cúng. Vâng. Thưa bác, là khi vào tới đền thờ mẫu sinh thì những cái gian thờ tự ban thờ nào? Thưa thiệu các đồng chí là trong cung cấm thì là thờ tượng đá là tượng mẫu người mẹ đang sinh hạ, là trong đấy là lúc nào cũng khóa cửa. Thế còn ngoài là thờ cũng có thờ tượng mẫu ở trên, thế thờ con bên dưới tức là Đức Thánh, là có Phi Bồng Hạo Thiên ấy. Thế còn bên này bên tả là quan Nam Tào, bên hữu là quan Bắc Đầu. Đây là thờ Tứ Phủ Công Đồng, Tam Tòa Thánh Mẫu. Đây là thờ Chầu Đệ Tứ, ban này thờ Chầu Đệ Tứ. Còn ban kia là thờ Mẫu Địa, còn ban này thờ Cô Chín. Bên kia là thờ Chúa Lam Phương, bên cuối đằng kia thì thờ Cô Bơ. Tức là cái khát vọng của dân mà gọi là Tam Phủ mà, Hầu Mẫu, Tam Phủ thì là căn quả các cô đồng về đây là nguyện vọng là muốn có thờ Mẫu Địa, muốn thờ Cô Chín, thờ Cô Bơ, thờ Chúa Lam Phương, thờ Chầu Đệ Tứ. Đấy. Thế còn đúng ra thì nhà đền mà có không gian rộng ấy thì phải đầy đủ đấy. Thế nhưng mà thôi thì cho gọn vào một cái công đồng tứ phủ. Đấy là thờ tất cả các vị ấy cũng cho gọn vào công đồng tứ phủ này. Dưới này gọi là công đồng trung thiên. Để bây giờ nhà đền còn cũng còn hạn hẹp về cái không gian. Thế cho nên là vừa rồi là khách theo nhu cầu của khách. Thế là phải mở rộng ra đây để cho khách làm lễ đây chứ ngày hội đông lắm. Đông không thể ấy được. Thế mà trong không gian này thì nó chật hẹp quá. Thưa quý vị, di tích lịch sử văn hóa Đền Sinh Đền Hóa là di tích cổ của Chí Linh nổi tiếng là chốn Sơn Viên Kỳ Thú của tự Linh Huyền, nơi gắn liền với tín ngưỡng thờ tứ phủ của đạo mẫu trong tâm thức người Việt từ ngàn đời nay. Hai ngôi đền tuy cách nhau khoảng 800 mét, nhưng gắn liền với nhau trong một không gian văn hóa tâm linh mà được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích văn hóa và danh thắng cấp quốc gia vào ngày 28 tháng 2 năm 1994. Khu di tích Đền Sinh Đền Hóa từ lâu đã nổi tiếng là nơi quốc đạo dân cầu, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Từ xa xưa cho đến nay, mỗi khi đất nước có giặc ngoại xâm hay trời làm đại hạn thì các bậc đế vương đã tìm về nơi đây để gửi gắm ước nguyện.
được âm phù và đã được linh ứng. Chuyện rằng, vào thời Lý, Đức Thánh Mẫu Thạch Bàn và Đức Phi Bồng đã phù giúp cho vua Lý Thái Tông đánh đuổi Chiêm Thành. Đến thời Trần, cũng đã phù giúp Trần Hưng Đạo đánh thắng quân Nguyên Mông hung tàn. Đến thời vua Lê Thánh Tông, khi đất nước gặp hạn hán, nhà vua đã sai Trịnh Tùng đến đền lập đàn cầu đạo, ước nguyện được âm phù và đã được nhà ngài linh ứng, phù giúp cho mưa thuận gió hòa, mùa màng được bội thu. Cho đến tận ngày nay, cứ vào ngày 17 tháng Giêng hàng năm, các vị lãnh đạo trung ương, địa phương và nhân dân vẫn về ngũ nhạc linh từ để lập đàn cúng tế, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân được ấm no hạnh phúc. Thưa quý vị, khu di tích Đền Sinh Đền Hóa không chỉ là địa chỉ tâm linh của các bậc đế vương, mà trong tâm thức của những người dân đất Việt từ xưa cho đến nay, thì Đền Sinh Đền Hóa vẫn là nơi thu hút đông đảo của khách thập phương trong nước về đây để cầu phúc, cầu tài, cầu bình an. Xuất phát từ thần tích Đức Thánh Mẫu Thạch Bàn hạ sinh Đức Thánh Phi Bồng trên sườn non Ngũ Nhạc, Đền Sinh đã trở thành địa chỉ tâm linh của việc cầu tự, đã mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình. Với những công tích như vậy, trải qua nhiều triều đại phong kiến, đức hiệu Thiên Phi Bồng đã được nhiều vị vua phong sắc. Đến nay, dân làng cùng ban quản lý di tích còn giữ được 7 đạo sắc phong, chủ yếu là các sắc phong của triều Tiền Lê, Hậu Lê và triều Nguyễn. Lễ hội truyền thống của Đền Sinh, Đền Hóa là vào tháng 5 âm lịch hàng năm, diễn ra trong 3 ngày mùng 6, mùng 7, mùng 8. Trong lễ hội, nhiều nét văn hóa truyền thống vẫn còn được giữ gìn và phát huy như lễ tế, lễ mục dục, lễ đón bóng Đức Thánh Mẫu vào giờ dần ngày mùng 8 tháng 5 và lễ rước kiệu bày. Lễ rước này có ý nghĩa con lên vấn an mẹ để tỏ lòng hiếu kính, cũng với mục đích ôn lại thần tích khi xưa Đức Phi Bồng hiệu Thiên thăng hóa về trời. Kiệu bay giá vũ đằng bân, thánh về độ tế muôn dân được nhờ. Đặc biệt là tục dâng lễ lợn đen, xôi trắng và cơm nắm muối vừng. Đây là nét độc đáo và đặc trưng của Đền Sinh Đền Hóa. Ngoài ra ở Đền Sinh Đền Hóa, di sản văn hóa hát văn Hầu Đồng vẫn được bảo tồn và phát huy. Quý khách có thể dễ dàng được chiêm ngưỡng các thanh đồng tỏa bóng khi đến chiêm bái ở khu di tích. Thưa quý vị, đến với Đền Sinh Đền Hóa, quý vị sẽ được trải lòng mình trong một không gian tâm linh tĩnh lặng và linh thiêng cổ kính. Hiện nay, khu di tích Đền Sinh Đền Hóa đã trở thành địa chỉ tâm linh của nhiều khách thập phương trong chuyến hành hương về Chí Linh Hải Dương. Bởi mẫu sinh, Thánh Hóa từ lâu đã nổi tiếng là nơi cổ kính linh thiêng cầu tất ứng, cảm tất thông. Về với mẫu sinh Thánh Hóa để cảm nhận sự ấm áp của mẫu mẹ Thạch Linh, để lắng nghe huyền thoại Đức Thánh Phi Bồng trong khói hương trầm ngào ngạt, cùng giọng chầu văn thánh thót lúc trầm lúc bổng sẽ đưa quý vị lạc vào không gian đầy huyền ảo linh thiêng với núi rừng ngũ nhạc sừng sững linh thiêng. Ngũ nhạc giáng thần hóa hóa, sinh sinh trùng cửu, an mô sinh thánh cầu cầu đạo đảo tối linh. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để không bỏ lỡ những video mới nhất. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy những địa điểm, những di tích lịch sử mà quý vị muốn Duy tới khám phá và trải nghiệm. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc.